Hai ơi, lo cho các em. Lo cho các em. Ủa, áo của chị hai mà. Kệ tao, áo tao mới may, mai mốt cho mày mặc đi khai giảng. Rồi sao chị hai đi học? Tao nghỉ. Ủa, mà má nói chị phải học hết lớp 12 mới được nghỉ mà. Nhiều chuyện, kệ tao. Bé hai, tôi đem sách qua cho mấy người học nè. Tôi không cần nữa. Ủa, sao vậy? Kệ tôi. Chứ không phải kệ tao hả? Nè, tôi đơm xong rồi á. Ủa, chứ không phải má anh Thành mai cho anh Thành nút áo hả? Ừ, kệ tao. Nè, lăn đi cho đỡ bầm. Cái gì vậy? Trứng gà. Ở đâu mà nhiều vậy? Ăn cắp của má tôi á. Thôi thôi thôi, đem về đi, để má la đó. Giỡn á, khờ quá à. Cái này là má tôi kia đem qua cho mấy người lăn đó. Trứng gà này lăn mau hết bầm lắm á. Lăn một ít, còn một ít á, để tẩm bổ. Nè, cầm đi. Tối nay rảnh á, qua bên tôi xem cải lương nghe. Tôi về nha. Nè, ăn lẹ rồi đi học, nhanh lên. Nè, ăn nhanh lên nha. Ủa? Dòm cái gì mà dòm? Ủa sao không có gì hết trơn vậy chị hai? Tao ăn chay. Tại sao chị hai chị chay hoài vậy? Kệ tao. Kệ hoài. Sớm muộn gì á, gia đình của tôi cũng đi định cư nước ngoài. Lo tính sớm đi chứ. Nhưng mà tính làm sao? Thì hai đứa mình cưới nhau. Tôi hỏi ý kiến này mấy tháng nay rồi đó, bà còn không chịu suy nghĩ trả lời cho tôi biết. Tôi thấy tình cảm của tụi mình chưa sâu đậm lắm. Tôi chưa muốn đám cưới. Gì? Bé hai nói vậy là bé hai không thương tôi hả? Bé hai nói đi, bé hai còn thương tôi không? Hai đứa nó bây giờ cũng lớn rồi, vào đại học rồi, đến lúc phải tính chuyện hai đứa mình chứ.
Tôi gì? Bé Hai. Bé Hai định hy sinh tới bao giờ hả bé Hai? Má tôi từng nói, hy sinh cho gia đình thì không bao giờ là đủ cả. Bé Hai. Chị Hai. Gì? Bộ chị với ảnh giận nhau hả? Kệ tao. Chị Hai ơi. Chị Hai. Anh Thành sắp đi rồi, chị không qua gặp là không kịp đâu đó. Chị Hai. Lần này chị không gặp ảnh á thì không biết tới khi nào mới gặp lại đâu. Tao đi chợ. Bé Hai còn thương tôi không? Còn thương mà. Thank you.
Lên Sài Gòn ráng mà học cho giỏi vô, không có ăn chơi lêu lỏng như mấy tụi trên đó nha. Hai còn thuốc uống không vợ? Còn. Sao hai cứ nói xạo hoài vợ? Ăn nói với chị vậy hả? Em muốn nghỉ học. Để em đi làm kiếm tiền, mình em ba đi học đại học đủ rồi. Tao cấm mà nha. Con trai con gái gì cũng phải đi học hết á. Nếu mà không muốn khổ thì ráng học cho giỏi vô, kiếm việc nhẹ nhàng gì đó mà làm. Nè, cầm đi. Chị không. Mày lo được. Chị cầm tiền để uống thuốc đi, để em lên Sài Gòn kiếm việc. Con này, nè, cầm đi đi, gửi tao. Em lên Sài Gòn kiếm việc. Trời, chị hai. Trời, chị hai. Chị hai ơi. Chị hai. Chị hai. Chị hai tỉnh dậy đi chị hai. Chị hai. Út. 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 Chị hai ơi. Chị hai. Chị hai tỉnh dậy đi. Chị hai. Chị hai. Chị hai tỉnh dậy đi mà. Hãy tỉnh lại đi hai. Út nghe lời hai mà. Hai. Út nghe lời hai. Của chị hai đi anh ba. Hai. Hai. Hai đừng có bỏ em nha hai. Hai. Bây giờ tụi em có đầy đủ mọi thứ, nhà cửa cũng khang trang hơn, chỉ là không có chị hai. Hai đứa đừng khóc nữa. Bé hai